Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Đường Yên Khi yêu và được yêu ta rạng rỡ hơn bao giờ hết Nữ diễn viên Đường Yên và sở hữu nhan sắc và thần thái hút hồn Đỉnh cao của một mỹ nhân hoa ngữ Trên thực tế nhiều khán giả nhận xét rằng kể từ ngày có tin vui với ông xạ La Tấn, vẻ ngoài của cô nàng thậm chí còn mặn mà, quyến rũ hơn bao giờ hết. Trái ngược với thân hình liệu yếu đào tơ thời còn một mình lại bóng. Xuyên suốt sự nghiệp gần 15 năm trong giới si Đường Yên luôn nhận được sự ủng hộ của đông đạo khán giả nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp không tì vết của mình. Nữ diễn viên sinh ngày 6 tháng 12 năm 1983 hiện đang là một trong tứ tiểu hoa đán tại Trung Quốc. Cô nàng còn được mệnh danh là nữ hoàng rất khi sở hữu một loạt các phim ăn khách như Hoạt sắc sinh hương, Đảo mộ bút ký, Bên nhau trọn đời, Cẩm tú vị ương. Thực chất, thuở nhỏ, Đường Yên chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một nữ diễn viên. Sinh ra trong gia đình vốn có phần nghiêm khắc. Từ nhỏ, Đường Yên đã cố gắng học tập và thi đổ vào Shanghai Airlines, nhưng do điều kiện sức khỏe nên không thể tham gia học. Trong khoảnh khắc chán trường, cô nàng đã đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp, thư lôi thế kỷ tinh và bất ngờ đoạt giải á hậu trong đêm chung kết. Đây cũng chính là cột mốc giúp thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của Đường Yên. Năm 2002, Bất chấp việc đang là sinh viên năm cuối tại trường du lịch Thượng Hải, cô nàng vẫn cương quyết chuyển sang học biểu diễn tại trường học viện hí kịch Trung Quốc, chính thức theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Đường Yên còn là một trong những 14 thiên thần được chính tay đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu lựa chọn để trình diễn tại Olympics tại Athens, Hy Lạp. Vào năm 2004, sau gần 2 tháng tập luyện vất vả, cô đã đem đến lễ bế mạc Trung Quốc 8 phút tiết mục biểu diễn vô cùng xuất sắc và thấm đậm tinh thần văn hóa Trung Hoa. Cùng từ đây, cái tên Đường Yên vụt sáng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khắp Nam Châu. Trở về nước, cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời hợp tác. Năm 2015, cô chính thức bước lên màn ảnh nhỏ bằng tác phẩm đầu tay, phong mạn lâu. Bước chuyển mình trong sự nghiệp của Đường Yên đến năm 2009, khi cô vào vai tự huyên trong tác phẩm Tiên kiếm kỳ hiệp 3, với gương mặt xinh đẹp, người thơ cùng lối diện xuất tự nhiên, bên cạnh hoa kiến hoa nữ diễn viên nhận được đông đảo sự quan tâm và ca ngợi đến từ khán giả trên khắp cả nước. Trên thực tế, mặc dù không được các nhà phê bình đánh giá cao về mặt chuyên môn, thậm chí còn gọi cô là bình hoa di động, Đường yên lại vô cùng mát tay trong khâu lựa chọn kịch bản. Giữa lúc dòng phim ngôn tình đang lâm le lên ngôi, nữ diễn viên đã nhanh chóng đón đầu bán tác phẩm bên nhau trọn đời, đóng cùng Trung Hàn Lương. Không lâu sau đó, cô lại chuyển sang thể loại trộm mộ, vô cùng mới mẻ với tác phẩm đạo mộ bút ký. Khi khán giả bắt đầu chán các câu chuyện yêu đương, hưởng phấn, thì Đường Yên lại cho ra mắt cẩm tú vị ương. Bộ phim cung đầu với nhiều tình tiết nghẹt thở, cao trào. Đây cũng chính là tác phẩm đã giúp nữ diễn viên đoạt giải Nữ thần Kim Ưng vào năm 2016. Tương đương với giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nói về đời sống cá nhân, Đường Yên hiện nay đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình cùng ông xã La Tấn. Cả hai lần đầu hợp tác trong tác phẩm Loạn Thế Giai Nhân và chính thức lên tiếng xác nhận tình cảm vào năm 2016. Trước đó, nữ diễn viên từng có cuộc tình sâu đậm, nhưng thấm đậm nước mắt với tài tử khưu trạch. Sau hai năm tìm hiểu, cuối năm 2018, Đường Yên và La Tấn đã chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới trong mơ được tổ chức tại Vienna, thủ đô nước Áo. Tình yêu ấy nhanh chóng đơm hoa. Cuối cùng thì sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, Đường Yên này đã tìm được bến độ bình yên cho riêng mình để mỗi khi nhắc về, ánh hào quang xung quanh cô lại tỏa ra rộng lẫy, hạnh phúc hơn bao Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.